Đầu tiên là Nguyễn Tấn Vinh. Con học lớp nào nhỉ? Con Con đến học từ đâu? năm à, năm à. À, lớp 5. Năm nay bạn ấy cũng mới lớp 5 thôi. Vậy là lớp mình có hạ đến những ba bạn học lớp 5. Con đến từ trường nào? Nếu từ trường là tiểu học Long Bua ạ. Ở tỉnh. Tỉnh Tỉnh nào con nhỉ? Bạn bạn chưa biết mình đến từ tỉnh nào. Được rồi, cảm ơn Vinh. Thế bây giờ cái phần bài làm của con là cô thấy là ở đây con có cái gì? Có một cái cửa sổ đúng không? Gì nữa? Có những nhân vật nào nữa? Có cái gì nữa? Ai cần một là hình một con tàu và tiêu đề của cửa sổ con đặt tên là gì? Space. Ừ, đúng rồi, spaceship. Thế còn cái con tàu này, con lập trình cho nó di chuyển kiểu gì đấy Vinh? Con lập trình cho nó di chuyển như thế nào? Có lẽ là bạn đang hơi bị hồi hộp quá đúng không? Tức là như các cô và các bạn nhìn thấy là thứ nhất là con tàu này nó có thể di chuyển bằng bốn mũi tên trên dưới trái phải. Tuy nhiên thì cô chưa thấy là nhấn giữ nó chạy được, mà đây là hiện tại là cứ phải bật đi bật lại. Rồi, thì trong cái đoạn cốt này thì con thích nhất là đoạn cốt nào? Đoạn cốt rồi. Đoạn nào con nhỉ? If Ừ, đoạn đi. Rồi. Thế con có thể giải thích cho cô dòng lệnh 40 và 41 nghĩa là gì không? Dòng 40 và 41 nó có tác dụng gì ấy? đi lên. Ừ, nó sẽ đi lên, đúng rồi. Đi lên thì cái tọa độ y của con tàu nó sẽ giảm đúng không? Thế con có thể giải thích cho cô cái dòng 32, 33, 34 này được không? Cái dòng này nó có tác dụng gì? Dòng này để làm gì? Tác dụng gì? Lập Làm trình cho chức năng nào? card game à. Ừ, phát ghê. Rồi. Thế ví dụ như cái lệnh Window Blink Background 00 này, nó có tác dụng gì con nhỉ? Nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng gì? Dòng lệnh 46 để làm gì? Dòng lệnh 46 để làm gì con nhỉ? Blitz ở đây, window.blitz nó có tác dụng gì? Lệnh window.blitz có tác dụng gì Vinh nhỉ? Nếu không có dòng lệnh window blitz này thì chương trình nó sẽ thiếu cái gì? Bạn Vinh ấy thì thực ra là trong các buổi học ấy thì bạn học không đến nỗi nào đâu, nhưng hôm nay con hơi bị hồi hộp quá đúng không Vinh? Bạn ấy hồi hộp quá thôi, bạn ấy không không thể trả lời được câu hỏi của cô nữa vì bạn ấy hồi hộp quá. À, không sao đâu con nhá, tức là trong cái quá trình mình học ấy thì mình chỉ gọi là mình chia sẻ những cái gì mà mình đã làm được cho mọi người thôi, con không cần phải hồi hộp quá nhá. Cũng chỉ là những bạn trong lớp học bình thường của mình thôi mà. Thế còn tuy nhiên bài của bạn Vinh ấy có một chức năng bạn ấy chưa làm được, đấy là chức năng giữ phím để cho con tàu chạy. Và cái chức năng này thì cô đã dạy rất kỹ, dành cả một buổi để dạy, là cái buổi học số 7. Và sau buổi học hôm nay thì Vinh nhớ nhắn tin cho cô để cô có thể gửi lại cái video buổi học số 7 để cho con có thể tự học lại cái phần này nhá. Còn nếu cần thiết ấy, vì thực ra là năm nay mình mới lớp 5 thôi, thì bài làm mọi hôm ấy thì cô chia sẻ, thì con chia sẻ cô thấy con làm tốt và con trả lời được câu hỏi. Hôm nay cũng có thể hồi hộp quá không trả lời được,
Thế thì nếu con cần học lại những buổi học trước thì con nhắn tin cho cô để cô gửi lại cho con nhé. Còn buổi học số 7 chắc chắn con sẽ phải học lại, bởi vì ở đây là chức năng đấy con chưa làm được. Được chưa? Chức năng giữ phím mà con tàu đi con chưa làm được. Vinh nhá. Con đang thiếu chức năng đó. Rồi, thế cô cảm ơn Vinh nhá. Cô hy vọng là lần trình bày sau thì Vinh sẽ bớt hồi hộp hơn để có thể trình bày tốt hơn ý tưởng của mình nhé. Rồi, cô cảm ơn Vinh. Tiếp theo này, cô mời bạn Huy Tuấn sẽ trình bày bài làm của mình nhé. Huy Tuấn ơi, con có thể chia sẻ màn hình bài làm của Vâng mình ạ. được không? Ừ, rồi, rất tốt. Thế con bật camera lên giúp cô nhé. Tuấn bật camera lên giúp cô nhé. Rồi, bạn Huy Tuấn đây rồi. À, thì cô sẽ đếm 1, 2, 3 bắt đầu và con sẽ bắt đầu phần trình bày của mình nhé. Giới thiệu tên, tuổi này, lớp này. Đấy, bạn lúc nãy bạn bạn Tấn Vinh, bạn ấy còn hồi hộp đến nỗi mà bạn ấy không nói được tên bạn ấy cũng như là bạn ấy ở lớp nào hay tỉnh nào nữa. Đã, cô hy vọng là lần sau Tấn Vinh sẽ tự tin hơn.